chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Bắt hai thợ trang điểm cởi quần áo lục soát tiền bị mất, những ai phải chịu trách nhiệm? Mạng xã hội vừa xôn xao video hai thợ trang điểm cho cô dâu bị người nhà gia đình chú rể giữ lại, lục soát vali, đồ trang điểm sau khi phát hiện bị mất 20 triệu đồng trong đám cưới. Sự việc xảy ra ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Video cho thấy, để chứng minh trong sạch, hai cô gái cũng đã đồng ý để người nhà lục đồ kiểm tra. Hai cô gái cũng đề nghị gọi công an đến giải quyết, nhưng gia đình từ chối vì nhà đang có đám cưới, không muốn gây ồn ào. Đáng nói, người nhà chú rể còn đề nghị hai cô gái cởi áo quần để lục soát người, đồng thời lớn tiếng đe dọa sẽ tác động hai cô gái. Ấm ức, cô gái đã bật khóc nức nở. Tuy nhiên, cô vẫn cởi phăng áo quần để người nhà chú rể kiểm tra, song đã không phát hiện được gì. Một vài người nhà của chú rể bước vào để gửi lời xin lỗi đến hai cô gái. Mẹ chú rể cũng trực tiếp xuống xin lỗi, mong hai thợ trang điểm bỏ qua. Đến nay, cơ quan công an đã mời những người có liên quan đến làm việc. Liên quan thông tin trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, văn phòng luật sư Hằng, Hà Hải và Cộng sự nhìn nhận vụ việc cần được xem xét trên nhiều góc độ pháp lý. Đầu tiên, gia chủ nghi ngờ hai cô gái lấy trộm tiền nên buộc tháo hết đồ đạc, thậm chí đòi cởi đồ của hai cô gái ra để kiểm tra. Vì quá sợ hãi, hai cô gái mới khóc nức nở, đành cởi quần áo để gia chủ lục soát cơ thể. Sau đó, dù không chứng minh được hai thợ trang điểm trộm tiền thì vẫn tiếp tục kiểm tra vali và không lên tiếng xin lỗi. Chưa kể, có người trong gia đình gia chủ còn cổ suý hành vi vi phạm bằng cách livestream, chụp hình, quay video và đưa lên mạng xã hội. Đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm vào tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hành vi ép buộc người khác cởi đồ, đặc biệt trong không gian công cộng hoặc trước mắt người khác, có thể bị coi là hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm. Đây là hành vi làm nhục người khác, có thể phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trong trường hợp trên, người bị hại cần làm đơn tố giác tội phạm về hành vi làm nhục người khác đến cơ quan công an. Người bị hại có quyền yêu cầu khởi tố hình sự hoặc bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, tinh thần theo Bộ Luật Dân sự 2015. Trước hết, cơ quan công an cần tiến hành xác minh có hay không hành vi trộm cắp số tiền 20 triệu, làm rõ hành vi làm nhục bằng cách thu thập chứng cứ như lấy lời khai của thợ trang điểm, gia đình khách hàng, người làm chứng, hình ảnh, video. Danh dự và nhân phẩm là quyền bất khả xâm phạm của mỗi con người. Hành vi ép buộc, làm nhục người khác không chỉ gây tổn thương tinh thần mà còn vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Luật sư Bích Liên nói. Cô dâu sượng sùng vì của hồi môn toàn đồ Mỹ ký. Sau 7 năm yêu nhau, Xuân và Hùng mới làm đám cưới, bố mẹ Xuân bàn bạc với nhau chuyện mua vàng cho con. Tuy nhiên bố Xuân bảo mình có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, không phải cố làm gì, rồi sau đám cưới của con lại nai lưng ra mà trả nợ thì không ra làm sao cả. Nghe vậy, mẹ Xuân ậm ừ cho qua và không muốn con gái mình bị người đời chỉ trỏ là nghèo, nên bằng mọi giá, bà nhất định sẽ tặng quà cho con trước khi về nhà chồng, trước mặt tất cả các khách khứa, một món quà giá trị. Ngày cưới được tổ chức tại nhà hàng, khá nhiều quan khách đã phải trầm trồ ngạc nhiên trước độ chịu chơi của họ nhà gái khi hết anh chị em rồi cô bác đưa nhau lên sân khấu tặng dây chuyền, lắc tay, nhẫn bằng vàng cho Xuân. Đặc biệt, mẹ cô dâu còn tặng con gái một dây chuyền vàng to bằng ngón tay khiến mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ. Đám cưới xong xuôi, sau khi kiểm đồ nữ trang, quà tặng, chồng Xuân đã sốc nặng khi biết quà hồi môn của vợ đa phần là đồ Mỹ ký. Còn Xuân thì sượng mặt với nhà chồng, mấy ngày sau khi cưới chỉ ru rú trong phòng vì xấu hổ. Ở một câu chuyện khác, vì không đủ tiền lo cho con gái, vợ chồng bà Lan lại chọn cách đi mượn vàng để đeo cho con nhân ngày cưới, làm đẹp mặt gia đình và để con gái được dịp ngẩng cao đầu, hãnh diện với nhà chồng. Ở quê bà Lan có tục lệ, khi con cái dựng vợ gả chồng, phải cho con của hồi môn, ít nhất cũng phải có vài chỉ vàng. Nhà có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, nhưng không bao giờ được phép cho con gái đi lấy chồng mà không cho quà hồi môn. Tục lệ này khiến gia đình bà Lan lo lắng. Tính bà Lan lại đồng bóng, thích khoe khoang. Dù kinh tế gia đình chỉ bậc trung, nhưng ai gặp bà lần đầu cũng ngỡ thuộc phu nhân nhà quyền quý. Bởi vậy, ngày cưới con, bà càng muốn thể hiện mình không đủ tiền để mua vàng trao cho con gái. Trong ngày cưới, bà nghĩ ngay tới người em gái làm ở tiệm vàng, rồi tỉ tê mượn nữ trang đeo cho con.
Vì đồ đi mượn nên bà Lan không hạn chế vùng tay mượn bừa. Cũng chính vì dây chuyền, vòng tay, nhẫn lắc quá nhiều nên khi bà Lan trao cho cô gái, nhà trai há hốc mồm bởi sự hào phóng của nhà gái và ai cũng khấp khởi mừng vì chàng rể được chuộc xa chỉnh gạo. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau cô dâu bất ngờ bị mẹ đẻ gọi điện thoại đòi lại số nữ trang đã tặng để mang trả cho tiệm vàng. Và khi con rể bà Lan biết được sự thật, anh ta coi khinh nhà gái ra mặt. Có những hôm, nhà vợ có dỗ con rể cũng chả buồn về ăn cỗ. Mừng của hồi môn là cách bán danh rẻ rúng. Khi hay tin đứa con gái lớn báo tin lấy chồng, vợ chồng bà Lương Thị Loan mừng ra mặt nhưng cũng đượm buồn vì lo không có quà hồi môn cho con, sợ gia đình thông gia giàu có sẽ khinh con gái mình. Thương con cũng không muốn làm bẻ mặt con với nhà chồng, ông bà đã cầm cố sổ đỏ rồi đi vay nặng lãi để lo liệu đám cưới, mua quà hồi môn cho cô con gái. Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, cho con của hồi môn trong ngày cưới không có một quy định cụ thể là cha mẹ phải trao cho con gái bao nhiêu và người con cũng không bắt buộc đòi hỏi cha mẹ phải cho mình bao nhiêu. Nhưng những chuyện như tặng của hồi môn bằng đồ giả, mượn của hồi môn cho con cái, đó là tầm nhìn thiển cận, sĩ diện hảo. Có thể đó là một cách để các gia đình này đi mua danh, nhưng cách làm này sẽ vô tình bán đi cái danh của mình một cách rẻ rúng, theo kiểu mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Đôi khi chính những việc làm này, khi để lộ ra lại làm gánh nặng cho con cái, nảy sinh mâu thuẫn vì cảm giác bị lừa dối. Hậu quả là những tranh cãi giữa gia đình hai thông gia, của chàng rể, mẹ vợ về số vàng giả, đã cho và bị đòi lại. Điều đó vô tình làm mất đi niềm vui trọn vẹn của đám cưới và mất đi cả ý nghĩa của hôn lễ. Bản chất của đám cưới là ngày vui, ngày hạnh phúc của một đôi trai gái, chứ đừng chạy theo sự khoe mẽ. Những món quà mang tình cảm quan trọng hơn nhiều so với giá trị của nó. Hãy để của hồi môn như một kỷ niệm hay là vốn liếng để vợ chồng mới cưới làm ăn, đừng biến nó thành một sự giả tạo, gánh nặng. Có nhầm lẫn gì trong vụ việc con gái được cha mẹ tặng 600 công đất tại lễ đính hôn? Ngày 12 tháng 11, lãnh đạo huyện ủy Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đang vào cuộc xác minh có hay không việc một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho con gái 600 công đất làm của hồi môn trong lễ đính hôn. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận. Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip một gia đình ở miền Tây tổ chức lễ đính hôn cho con gái. Trong clip, người mẹ tuyên bố tặng của hồi môn cho con gái, trong đó có 600 công đất trị giá 90 tỷ đồng. Trước mắt, ba mẹ trao cho con hai chiếc nhẫn, khi đám cưới xong, ba mẹ sẽ cho thêm 600 công đất, tương đương 60 hectare. Nếu bây giờ bán có giá trị 90 tỷ đồng, hai con cứ yên chí. Trên bước đường tương lai, chắc còn khó khăn, nhưng ba mẹ lúc nào cũng đồng hành cùng hai con, trích lời người mẹ trong clip. Cuối clip, người mẹ lần nữa nhắc lại giá trị của 600 công đất nêu trên. Đoạn clip đã gây ra xôn xao dư luận, không chỉ vì giá trị choáng ngợp của món quà. Nhiều người nhận ra cha mẹ cô dâu chính là vợ chồng ông Bùi Văn Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành. Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Mến thừa nhận đoạn clip trên là quay tại lễ đính hôn của con gái ông vào giữa tháng 10 vừa qua. Bữa đó vợ tôi tính cho 6 hectare, nhưng bà ấy nhớ nhầm, nói 600 công, số tiền chỉ có khoảng 9 tỷ đồng, nhưng lại nói nhầm là 90 tỷ đồng. Gia đình tôi chỉ có tổng cộng 8,6 hectare đất lúa. Đây là số đất vợ chồng tôi được cha mẹ cho lúc trước. Phần tài sản này tôi có kê khai đầy đủ, ông Bùi Văn Mến giải thích. Con rể sốc nặng vì của hồi môn toàn hàng giả. Vì quá trọng hình thức muốn đẹp mặt trước quan khách họ hàng mà có những gia đình dùng cả vàng giả làm của hồi môn cho con gái về nhà chồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.